Hello, xin chào cả nhà nha. Em xin giới thiệu cả nhà đồng hồ Casio nội địa Nhật. Nội địa Nhật pin năng lượng nha cả nhà. Dây rút nè, dây nè. Đó. Con này mặt đen số học trò nha cả nhà. Con này mặt trắng số học trò, dây rút size 40. Chạy hai máy. Hai máy nha, vừa ba kim, một ô điện tử, rất là nhiều chức năng luôn nha cả nhà. Sơ sơ chức năng của nó là đây. Đó, trước mắt là nó sẽ lịch vạn niên cả nhà, thứ bảy ngày 13 nè. Đó, giây giờ phút. Còn này mất pin. Còn này nhận sóng nha cả nhà. Mình có thể chỉnh cho nó nhận sóng từ điện thoại. Điện thoại nó giả lập sóng ở bên Nhật đó, nó chỉnh giờ cho đồng hồ của mình luôn nha. Con này nếu mà ở bên Nhật là nó tự nhận sóng ở bên Nhật đó, nó tự chỉnh giờ luôn, cập nhật giờ chính xác đến từng giây luôn nha các nhà. Còn đây là giờ thế giới, mình có thể xem được rất là nhiều múi giờ trên toàn thế giới nha. Còn đây là báo thức, có 5 báo thức. Đây là đời cao nha các nhà, multiband 6 đó, nó đời cao, có báo tiếng luôn. Đây bấm giờ thể thao. Đó. Bấm giờ thể thao nha. Mình có thể xóa. Đó. Rất là nhiều chức năng. Còn đây là đếm ngược nha. Đó, vậy thôi. Reset. Nó rất là nhiều chức năng luôn nha. Và nó có cách chỉnh của nó rất là dễ nha. Dòng này ví dụ mình muốn chỉnh, ví dụ mà ba kim này mà lệch với so với điện tử đúng không? Mình sẽ reset kim nha cả nhà. Đè lúc này trong vòng 10 giây nha. Là mình reset kim. Không, cái này là 6 giây, em quên. Đè lâu lên. Gọi là reset kim nha cả nhà. Đó. Kim này 12 giờ. Bấm cho hai kim này về 12 giờ luôn nè. Đây nè. Đó, reset kim. Thì em sẽ có 3 màu nha cả nhà. 3 màu, màu xanh. Có đều có dạ quang, có đèn hết nha cả nhà. Đèn chuông màu đầy đủ chức năng luôn. Và đặc biệt con này size nó bự hơn, hầm hố hơn nha, mặt xanh rất là đẹp luôn. Đó, cũng là đều là hàng nội địa Nhật nha cả nhà, pin năng lượng nha. Đó, hàng thép pin năng lượng nữa, xài biết bao giờ mới hư, không cần phải thay pin nha, chỉ việc nạp phơi nắng thôi. Đó, nó là đúng về vị trí 12 giờ là xong nha. Nó là ba kim này sẽ trùng với ô điện tử nha. Đọc là nó kim chạy ngược luôn nè, chạy về lại vị trí 9 giờ 21. Dây rút nha, dây thép không rỉ. Không muốn cài cài dây cũng rất là dễ nha cả nhà. Đây, bỏ vô gạt gạt nó xuống thôi. Đó. Ba màu nha cả nhà, màu trắng, màu đen và màu xanh. Không biết cả nhà thích màu gì nha. Cả nhà có việc inbox Zalo em tư vấn bao ship luôn, bao kiểm tra luôn, hỗ trợ cài đặt qua video luôn. Đó, con này rất đẹp nha, mặt xanh. Rồi em mời cả nhà nha.